Hello mọi người nhé. Em thương lên sóng của nhà mình một lũa cẩm chỉ nhé. Lũa cẩm chỉ con ma này, ngang này. Ngang này là 50. Lõi chỉ được 5 phân. Lõi 5 phân. Chỗ đây 3 phân. Nhưng mà chỗ này khả năng dày này. Đây, đây khả năng dày. Dài 1, 2, 3, 4, 5 mét 3. Dày lắm, con này nó 170 cân đổ lên, dày là 20 phân luôn. Giá rẻ bèo cho bác nào thiện chí nhé, vẫn còn đục bán ok, chất vân thì quá đẹp. Cẩm chỉ nhé, con ông ba rẻ bèo luôn, khoảng 70 cân.